Người dân quần đảo Falkland đi bỏ phiếu quyết định chủ quyền, tin từ Stanley. Hôm nay thì cử tri trên quần đảo Falkland do Anh cai trị đi bỏ phiếu để quyết định chủ quyền. Anh Quốc gọi quần đảo là Falklands, Argentina gọi là quần đảo Malvinas. Argentina đã tuyên bố chủ quyền đối với quần đảo từ năm 1833, tố cáo Anh Quốc đã trục xuất người Argentina ra khỏi quần đảo. Năm 1982 thì Argentina đã đưa quân chiếm quần đảo, tạo nên cuộc chiến với Anh Quốc và làm khoảng 650 người quân nhân Argentina và 255 quân nhân Anh Quốc tử thương. Gần 31 năm sau chiến tranh, căng thẳng tranh chấp chủ quyền giữa Argentina và Anh Quốc đang gia tăng. Thủ phủ Stanley của quần đảo là nơi mà đa số người dân trên quần đảo định cư đang quyết định tiếp tục nằm dưới sự cai trị của Anh Quốc hay không. Những lời tuyên bố tức giận của Tổng thống Cristina Fernandez và Ngoại trưởng Hector Timmerman đã làm cho người dân trên đảo muốn chứng tỏ ý chí tiếp tục duy trì quy chế lãnh thổ hải ngoại Anh Quốc. Bộ Ngoại giao Argentina nói rằng là việc Anh Quốc tổ chức trưng cầu trên quần đảo là hành động hoàn toàn đi ngược lại với pháp luật quốc tế và các bản nghị quyết của Liên Hiệp Quốc. Một bản nghị quyết của Liên Hiệp Quốc trong năm 1965 nói rằng quyền tự trị không thể áp dụng cho người dân trên quần đảo. Tuy nhiên thì Anh Quốc nói rằng người dân trên đảo có quyền quyết định tương lai của họ. Ông Gavin Short là phát ngôn viên của Nghị hội Falklands nói rằng Nghị hội sẽ nộp kết quả cuộc trưng cầu cho cộng đồng quốc tế. Nếu Hiến chương Liên Hiệp Quốc tôn trọng quyền tự quyết, thì kết quả của cuộc trưng cầu ngày hôm nay là quyết định của toàn dân trên đảo.